Trời ơi, ngon quá. Đây là món đầu tiên, món cá linh kho lạc. Đây là món mình rất là khoái. Đây là cá linh chiên bột. Đó. Đây là cua đồng. Cua răng me, cua đồng răng me. Gỏi tép đồng bông điên điển. Trời ơi, ngon lắm nha bà con. Rồi, và cuối cùng là món kho ăn với cá linh bông điên điển. Trời ơi, quá đã luôn. Xin mời quý vị các bạn vào ăn bữa đại tiệc cá linh. À. Ai trời, con trai mới xịt. Bầu ghê trần. Có hồng nào trời. Rồi, trời ơi, hấp dẫn quá mà. Đó kìa. Trời ơi, có cá linh kho lạc. Có nhiều nhiều tốt, ổn hơn ớt lắm. Trời ơi, biết tôi ăn ớt dữ luôn mà, ghê ha. Đây, dạ, cá linh kho lạc. Đó, bà con các bác ơi, hấp dẫn lắm nha. Tôi có áo của cái bãi của Vân. Trời ơi, ngon quá. Đây là món đầu tiên, món cá linh kho lạc. Đây là món mình rất là khoái. Đây là cá linh chiên bột. Đó. Đây là cua đồng. Cua răng me, cua đồng răng me. Đó. Đây cũng chiên bột. Rồi. Và cuối cùng là nóng không? Không nóng. Không nóng. Ồ. Mắm kho hả? Ồ, mắm kho ăn với cá linh bông điên điển. Trời ơi, quá đã luôn. Rồi, gỏi tép đồng lúa nếp. Quên không phải. Gỏi tép đồng bông điên điển. Trời ơi, ngon lắm nha bà con. Ồ, vui quá. Ờ, ngon quá à. Thôi giờ làm trước miếng đi, review nhanh đi để cho bà con của bác còn để cho anh. Ồ, đây có cơm cháy nè. Rồi giờ ăn cơm nhà quê nha bà con, ngon lắm nè. Đó, sung sướng vô cùng. Ồ, để lấy cơm cháy nè. Rồi, xin mời ngồi, làm nhanh nào. Ladies and gentlemen. Ồ, cá linh. Đó, ăn đồng quê, ăn thiên nhiên. Sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Rồi, vậy đây thưa bà con, cô bác. Bây giờ mình làm thử trước cái món... Đây. À, cá linh kho lạc trước nha. Mới nhúng vô hả? Không luôn, để nó chung. Ba cá mới để vô nghe. Chưa ăn này trước. Đây cá linh kho lạc ngon quá. Ăn chanh không? Ăn chanh cái gì không? Có chanh hả? Anh chưa nặng chanh bao giờ. Có ớt không em gái? Trời ơi, ớt giờ đi mua hả? Đây nè anh.
Nhiều quá vậy? Hết luôn. Ngồi mẹ. Rồi mời cả nhà nhé. Cá linh kho lạc. Ngon quá. Xương mềm mũi à, nhai luôn đã quá. Anh Cường ơi, anh Cường ngồi vô luôn đi anh. Ăn cơm luôn, cơm luôn bạn. Này đại tiệc cá linh luôn nhỏ. Cá linh mắm nè, cá linh kho mắm. Đó, về miền Tây, muốn nóng nổi là phải ăn bông đi điển. Cảm ơn anh. Chua. Cá linh kho hả bà? Cá linh kho lạc. Ăn thử không? Ngon lắm. Nhai xương luôn. Quý bà con thấy anh Coleman mặc đồ đẹp không nè? Clip này cho chị Vân là đúng luôn á. Sao ạ? Clip này up lên kênh mẹ. Tại mẹ thiết kế ba cái bộ đồ nhìn không giống. Nhìn coi như. Mẹ đâu có thiết kế, tại ba đồ ba để ở khách sạn hết trơn rồi. Phải chịu thôi. Này giống lẩu mắm quá vậy ta. Đúng không? Lẩu mắm nhưng mà mắm cá linh. Mắm. Chị Vân cũng nấu cá linh đó. À có, chị cũng nấu, chị cũng cái này nè. Cảm ơn em. Cá linh kho lạc ngon quá à. Ăn đi bà con. Em nấu á. Chị em xin hả? Cái muỗng hả? Dạ. Mấy cái muỗng nhau. Trời ơi. Hèn chứ nó ngon. Chị đó dễ thương vui. Vui lắm, ghẹo mình. Giờ từ giờ tới đi tôi sẽ có tên là anh Ba Lem Nhem. Anh Coleman mà bắt gọi sao thành ra anh Ba Lem Nhem luôn. Đây, cá linh chiên bột. Muối. Không biết nữa. Muối này ăn với gì ta? Muối chấm ấy hả? Muối ớt chấm gì vậy? Ừ. Cá hả? Chấm cua. Cua. Ai chấm cua? Cua rang me. Cua đồng rang me. Wow. Thôi ăn thử miếng đi. Hấp dẫn quá. Trời ơi. Ôi nghe cái tiếng rụp 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 đã quá vậy. Đây, cua đồng rang me. Cua đồng á, nó là con cua nhỏ nhỏ nè. Đang chờ cái lẩu mắm. Đây dùng được á. Dùng được á. Dùng được anh. Yeah. Rồi. Thử một cái nha, cái này lẩu mắm cá linh. Bông điên điển. Chết luôn. Nhìn là thấy ngon, nghe cái mùi là muốn xỉu rồi. Này cá linh non nhỏ nhỏ mà. Vẫn còn cá linh non chứ bộ. Mà ít lắm. Tới giờ là gần cuối mùa là ít lắm. Rồi ăn cơm cháy mà ăn cái này hết thảy luôn á. À, đã quá, đã quá. Đây là bột, cá linh tẩm bột chiên á. Mình không có mang cái chai nước mắm cá linh mình ở đây. Cá linh hả? Mắm cá linh á. Đó. Cầm cái chai để cho bà con xem. Nãy không có mà giờ lại lên bờ là phải có không? Phải nói một ít phút, một phút dành cho quảng cáo. Tự giác nãy giờ không bắt cá đâu, giác nãy vô chưa hả? Ừ. Sao? Cá mình đổ đúng nãy giờ đó. Dạ, đúng, ờ, đúng rồi. Có con cá chạch ngon quá kìa. Cái lóc đó, lóc đó. Cá chạch đó, cá chạch ngửa đó vô là ngon. Trời ơi, cá chạch đó nướng ngon quá. Để vô nhúng mắm ngon lắm. À vậy hả? Thì thôi bỏ vô luôn đi. Ngon lắm. Ngon lắm. Quá trời ăn có hết rồi. Quả, người ta miền Tây người ta nhiệt tình vậy đó.
đừng có từ chối. Người ta mời gì cũng phải ăn hết trơn á. Ăn không hết rồi. Ăn rồi là vui. Lúc đó cái clip và anh Khương với anh Thân cho nhau á, khách sạn hay quá. Mà lâu quá, khách coi nữa. Đồ anh Sơn nổi tiếng luôn nè. Anh Sơn nổi tiếng từ dạo đó. Ồ, ngon quá đó bà con ơi. Ngày trước giờ anh mình ăn cái cá linh đó, mình ăn cá linh kho lạc rồi, ăn chiên giòn rồi. Nhưng mà chưa ăn lẩu chua rồi, lẩu chua bông điển rồi. Nhưng mà chưa bao giờ ăn với ăn lẩu mắm. Nói thiệt là về miền Tây mà không ăn lẩu mắm là thiếu sót. Mà nhất là cái lẩu mắm mà ở các cái khu vực mà giáp biên á, ví dụ như ở đây nè, giáp biên giới nè, ở An Giang nè, cũng giáp biên giới Campuchia á, cái lẩu mắm nó đậm đà ngon vô cùng. Thăm mình không à, bạn nghĩ rằng cái lẩu mắm này chắc cũng xuất xứ từ Campuchia á. Không ai không chở qua bên cao bún luôn cũng bại hả? À. Mặc đồ này cho vô. Cho luôn. Mặc đồ này cho vô. Nói đùa mấy anh em ngồi ăn đi. Trời, ở đây cái gì cũng có, chỉ thiếu đúng một thứ. Ớt. Đang. Không cần bỏ. Về thì ngon. Kho lạc ngon lắm anh. Anh ăn cơm với cái đó ngon vậy em. Kho lạc rất là ngon. Nó đựng nặng cân được. Ngon. Cái này phải đổ nước mắm mình vô. Ngon. Đó, đây quý vị bạn thân mến. Rồi, cảm ơn bác Vượng. Đây, nước mắm nhỉ cá linh Mekong. Ăn qua nha. Có cái chén không cho anh cái chén đi. Rồi, bữa nay đi Đồng Tháp là ăn nước mắm nhỉ không thôi. Có rồi ạ. Ăn cơm, ăn cho miếng cá linh kho lạc thôi. Ăn nước mắm nhỉ. Rồi, ok. Dạ, có rồi ạ. Con chế được chế này ngon rồi. Tiền chưa ăn luôn đúng không Tiền? Trời ơi, chết cha luôn. Gọi là sư tổ của nước mắm nhỉ cá linh. Chưa ăn của anh đúng không? Rồi. Quý lắm. Dạ thưa bà con của bác quý lắm nha, hơi đắt. Anh chưa ăn luôn. Trời. Rồi, anh Sơn chưa ăn luôn. Ôi, đúng là quê mùa. Không thể chịu. Có cái này mà ăn với kho lạc á. Cái này xong chém miếng vô. Ồ đó, anh Sơn chế vô cái đó đúng rồi. Đúng bà luôn. Hòa quyện vào đúng rồi. Còn cái lẩu chua, cái linh nữa. Lẩu chua. Xuất sắc vậy. Lẩu chua. Ngon anh, ngon không? Ngon. Ngon, sẽ nhóm nó nhon đó nha. Cái này là cho muốn nè, cho muốn chấm có cô lạc ngon chị. Phải chấm mới được thì thiếu món không được rồi. Thì chắc chị lấy cái dĩa đó rồi. Cái dĩa này ra nè. Dĩa nó còn bên không? Dạ, bên này có. Rồi. Ăn chua đi. Dạ, canh chua phải không? Rồi, tới canh chua. Cái này anh không? Để này nó sắc xuống nó mặn lắm á. Dạ. Ăn mỗi thứ một chút hương hoa. Chấm cá thơ lạc. Canh chua cái lên nhấp xuống nó để bên bên nè. Anh bên bên Hoàng chị hai. Để bên cá thơ lạc rồi. Có. Cái này gọi chưa anh? Ừ? Cái lên nó chua nè. Ngồi, cái lên nốt chua đi. Để bên bên chị hai. Để cái... Bê ra. Vừa quá. Để bên bên cá thơ lạc bên bên chị hai. Cho cháu để nè. Không cho để. Cháu để không? Lấy cái này. Lấy riêng ở đây là cái nồi nó rất là độc đáo. Đó, cái nồi nào cái nắp nó cũng có cái cây không à. Nghèo có đó anh ơi, chấm nấu. Không mà nó không nóng, hay lắm. Ồ. Chưa sôi nha, để xíu nha, rồi xíu để xíu nha. Xì canh là ngon. Thực anh đó hả? Đó là tiếng Khmer hả? Tiếng Khmer, xì canh. Sừng anh. Bún cái gì? Cái này là cá con chấm hay con lạc là cho muốn. Ôi ớt ra kìa, đã chưa?
Cần thêm nữa không? Rồi ăn bún với nước mắm nè, cũng ngon lắm mà. Chấm bên để cái lẩu chua lên. Để Tuyền ăn thử đi nè, thử miếng nè. Anh đã nước cua gần me. Anh rồi, anh mới rồi, có rồi, có rồi. Có rồi chị. Để cho nó thoáng chỗ nữa chứ. Vô đồ ăn nhiều nhiều con, lướt qua lướt lại. Lướt vô cá linh đó. Vô close up vô cá linh nhiều nhiều chút nhỏ. Có cá linh kho lạc, ngon lắm. Đó, cá linh kho mắm. Đó. Đó, bên đó là tép đồng. Gọi tép đồng bông điên điển. Đó, đây là cá linh chiên giòn. Cá linh tẩm bột chiên. Giống như trứng chiên. Để coi, đó. Để coi Tuyền cho ý kiến. Đó. Bây giờ thiếu nè. Lạc quá hả? Đỡ mặn hơn chút chứ mà. Ngon hơn. Nó dễ ăn hơn đúng không? Đổ con. Đây là sư phụ mình. Mình gặp cổ là mình bằng mọi giá luôn. Đó, cách đây 2 năm là bằng mọi giá là phải làm sao để. Hôm nay chụp cái hình và hôm nay post. Không nhận mà về cho em cáo đi. Em bằng mới vừa. Áo của em đó chị. Nếu em thích. Công nhận áo độc đáo áo là độc quyền luôn đó. Không, giá trị nghệ thuật thấy chưa? Đây. Mua từ Sài Gòn. Mua từ Sài Gòn. Ở đây không có đâu. Mua tại con. Ở đây không có áo này đâu. Nghe em mua chỗ 407 Hai Bà Trưng đúng không? Còn quá, hàng chờ nó sôi. Xin lỗi quý bà con cô bác nha, không phải là hôm nay mình cố tình mình ăn mặc nó dị hợm như thế này. Mà lại vì nãy mình mắc mình nhảy xuống dưới mình ướt hết. Cho nên là sư phụ bà xã mình thiết kế cho mình cái áo mình mặc vậy đó. Nhưng mà vì an toàn, vì sức khỏe nên mình phải mặc. Chứ thật ra mình cũng thích lắm. Nghe lời cho anh đội hỏi đi. Vậy nó mới gợi cảm. Ok ok. Chú. Nồng nóng quá. Đắp quá. Bồ chút đi con. Lười quá. Vậy dở dở anh soi cho nó. Chưa. Nó màu xanh anh không thấy á. Ít bún. Nha. Thiếu nha. Cái kèm quá trời. Thì ba nó ít. Đại tiệc mắm nhị. Đại tiệc cá linh xong là một chút mắm nhĩ cá linh nữa thì thôi. Mình chỉ cần ăn như vậy thôi đó, mình không có cần cái gì thêm luôn á. Thôi đừng trộn đến. Đây, thêm ớt vô. Để trộn nhiều quá là nó sẽ thấm cái màu cái vị mắm hồi nãy. Ăn bún không hả? Ổn. Dở của anh soi chưa? Chưa. Đang reo. Dở nãy vô nhiều quá. Chưa em. Chưa. Rồi. Làm mới ăn bún rồi phải không? Bây giờ làm tiếp. Dành tí xíu cơm. Mình trắng. Đó, ăn món vậy nè chị. Rồi được rồi, đừng nhiều quá. Để anh con chờ ăn cái lẩu nữa. Đó, cái màu của cái nước mắm nhĩ cá linh nó khác cái màu mắm nhĩ cá cơm nó màu nâu đỏ. Còn cái này nó màu nâu sậm sậm. Là bớt sậm rồi đó, chứ nếu mà đúng gốc nó nữa nó còn sậm nữa. Đó, và cái vị nó nếu mà đúng gốc mà ở nhà người ta làm thì nó sẽ mặn hơn một chút. Còn mình thì nó dịu hơn chút xíu. Đó. Nhưng cái mùi nó thơm như nhau. Tức là bốc vô một cái là coi như là đó. Các bạn nào mà nếu không có điều kiện mà mình mua tặng bạn gái mà chai dầu thơm á thì mình mua tặng bạn gái chai nước mắm nhĩ cá linh ha.
Tại vì cái mùi nó cũng bất diệt luôn, mùi này nó lưu hương tới 24 tiếng lận. Còn gì? Nói em làm thiệt kìa. Này cơm nóng hoặc là cơm cơm nguội ăn cũng ngon nữa. Mấy bạn này không có biết hưởng thức, không biết hưởng thụ cuộc sống rồi. Đó. Rồi. Hai bên đây so nè chị. Đó. Rồi. Cho mình lên rửa kìa. Ăn tiếng kho lạc này đã. Ít thôi chị. Phân nửa nè. Đúng rồi, ăn nhiều quá. Linh nhỏ nó ngon rồi. Đó, cá linh non đó. Linh non ngon rồi, nửa đó, công phu. Công phu, chính xác. Lặn 1 giờ tối. Lặn 1 giờ tối hả? Lặn. Trời ơi. Được chưa? Dạ được rồi, được rồi, được chưa? Được rồi chị. Đừng nói là quá trời. Dạ rồi. Nhiều quá, đó, hơi uổng. Bên kia đó. Chị bán rau gì chị? Bông điển. Bông điển, cho món đồng. Rồi để làm cho cơm cho gì. Ủa chưa mà, chưa soi mà. Đợi soi. Thôi bà ba. Cái này là ăn rau này luôn không chị? Tập trung viên luôn. Không tường bò ba thế thì. À, bà con chờ một giây nha. Vừa miếng cơm nãy là có. Rồi lát mình chan cái này vô nữa là thôi ăn thôi rồi lượm ơi luôn. Đã quá. Cơm nước mắm không cũng ngon nữa, đừng nói chi mà có thêm cái lẩu cá linh bông điển nữa. Đỉnh. Nước của em hả? Ba lên ba nè ba. Không anh rót, ba rót gì. Đêm nhiều hơn. 12 giờ đêm là cơ bớt là nhiều hơn, từ sáng là 10 giờ sáng. Ở bông điển ngon. Ở cái lần cá linh cũng dẫm được ha. Tất cả thật đều là cá linh. Ừ. Cá linh cũng dẫm được. Trong cá linh làm gì cũng ngon. Nhất là cá linh non, thôi rồi luôn. Mà em vẫn thích ăn cá linh kho lạc nhất. Từng đứa nó cười. Dịch kia hả? Ờ, tường ai cười. Cười. Kỳ quá. Bạn Nga. Bạn Nga cười. Cười mà kỳ quá. Đúng rồi, đó, bông điện điện. Dạ. Dịch kỳ quá. Quá dễ thương. Ngào quá. Không. Vẫn còn chưa miếng cơm. Ngào quá nhưng mà vẫn muốn ăn. Ừ. Vớt ngay. Làm thêm miếng đi. Bắt tinh lắm nè. Đỡ ổng nè. Nước mắm rồi. Cá linh non. Bông điện điện. Chai nước mắm ra. Đây nè. Đây nè, chị có rồi, bên đây có rồi. Bên đây nè. Ngay luôn. Còn lắm. Âu tu ngon. Trời ơi, quá trời cá luôn. Làm hết hồn. Rồi. No lắm á, nhưng mà được ăn. Hấp dẫn quá. Cá tươi mà. Trên cá tuyệt vời. Ngon quá. Cái nước đồ. Có linh non cái xương nó nhai luôn. Đúng rồi. Nãy giờ đâu có nhãn xương. Cái linh non nó không có xương mới đúng hơn là béo rồi, béo. Chỗ chua ngon quá chị ơi. Xuất sắc quá em ơi. Xuất sắc luôn, cả nấu đó. Thợ xịn quá. Thợ nấu hả? Ờ mà nói nãy giờ chưa biết tên luôn á. Em tên Điểm. Tên gì? Điểm. Điểm hả? Dạ. Ừ, em tên Điền. Em tên Điền. Trời ơi, em ủng hộ anh đó, coi điện thoại đó. Ừ. Em có thể nói chậm chút xíu được không? Bệnh quen rồi. Bệnh. Giọng, giọng cười sảng khoái vậy sợ. Dạ ngon quá chị ơi. Lắc luôn á.
vị nước lẩu đúng kiểu miền Tây ngon luôn. Bún đó chị, em bún đi vô đây ăn cá linh mà chấm vô cá linh luôn mới vui chứ. Nếu mà người ta không nuôi được cá linh năm mốt mà nó hết cá thì sao ta? Năm nay nó không có cá luôn. Đó, cá linh nó yếu rồi. Năm nay không có cá luôn. Nhờ có nước, nó có nước lên 5 tháng ngày mới lên cái đó. Cái này nó không nuôi được. Nước lên tháng chơi nào hơn tháng 9 đó. Nó lên 5 ngày mà lên. Nó không nổi là thí nghiệm á. Nó không có nước không? Muốn có cái lứa đầu tiên, thành công ở lứa sau chưa biết. Có lứa đó là thành công rồi. Đợi nữa nha. Nhưng mà thôi được em, đủ rồi. Được rồi, được. Quá nhiều. Nãy giờ ăn quá trời luôn. Mà thí nghiệm ở đâu? Ở Đồng Tháp mình luôn ha. Ừ. Hy vọng đi. Nuôi được là hay ha. Ba con đỡ cực. Nuôi được mình về mình ráng kiếm cái đồng đi đổ vớn rồi vui. Nuôi đâu cần đổ vớn nữa. Đúng. Họ ngăn ra luôn, họ nuôi luôn. Đúng rồi, vớt luôn. Có những cái loài lấy cái lưới kéo cái ra luôn. Có nhưng mà không nuôi được giống như gà vậy đó, chỉ nuôi cua chứ không nuôi gà được. Vì là tính sinh sản của nó không sinh sản được. Là kiểu như heo tạo được nên thành ra khó nuôi. Chính ra người dễ nuôi hơn. Sao đẩy cái một à? Chính là vợ dễ nuôi hơn. Không có quà gì gói gói tặng ngoài này tránh được không? Mấy em ở đây giờ không đỏ mũi rồi, không có đổ giới cái gì cũng không được cá nhiều rồi. Sao mấy hả? Đây nè, đây nè. Hai ông này cũng chưa, hai ông này cũng độc thân nè. Dạ. Hai ông này cũng còn độc thân nè, ông này ông này nè. Được thì em gói thùng gỡ lên. Ừ. Rồi. Mấy em không có quà để tặng rồi, tặng chỉ đi. À, được anh Vượng, được nè, đó. Vượng mắc cỡ luôn rồi. Chết quá. Đại ca Sơn đi. À, đại ca. Nhà anh, nhà anh còn ấy lắm anh. Rồi, à, cảm ơn, xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Những cái bữa cơm mà ở nhà quê vậy là hơi khó, ngồi trên đồng, ngồi trên đê xong rồi ngồi xuống nhìn dưới nước, nhìn nguyên cả một cái đồng nước, sung sướng vô cùng. Đây sẽ là một trong những cái bữa ăn mà mình nhớ nhất. Bữa ăn toàn cá linh. Bữa ăn toàn cá linh. Mà cùng với nước mắm nghỉ cá linh. Uống miếng nước đi. Ngon quá trời ngon. Sung sướng, sung sướng. Đời có thế mà thôi. Chua hay bị sặc. Ớt mà. Mình dịch heo. Nói thì dịch rồi. Yeah.